Ok. Và chúng ta lại ở Twilight Forest. Thì trước mặt mình đang là cái tòa tháp của con gì ta? Quên mất tiêu rồi. Không chết tên. Oh shit. Hình như con này là thực sự là mình nhắn là tên Quýt Quýt Tờ Quýt ghi chữ tờ ra chắc sẽ có Tờ Quýt What không có không thấy à không thấy thật nha ok gom lại nhớ nó thu hút thôi ok man thì nói chung là mình đang trước tòa tháp của nó và theo như lời các bạn thì mình nên vào đó hấp nó từ hồi bỏ hay xíu tới giờ thì thật sự là mình rất biết nhớ cái gì được nó từ option video setting small multi-core, ok go 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 khoan bỏ luôn đi small yeah gạo optify vào để mà nó dược cái này này ok oh what oh 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 my rap lag à oh no nope nope oh ok ok bình tĩnh ok quay lỡ không cần ok let's go ở đây không biết có cổng hay không mình sẽ vào một cách nó tự con bà nó tới một chút không biết có cổng hay không nhỉ cổng ơi ok chúng ta sẽ không vào cách tử tế nữa ta nằm what the fuck cái gì đít đom ao bút di động à mẹ nhà sách di động à vãi vãi linh hồn shit ao 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 no 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 ao ao ôi giời ơi nhà sách di động ok không ao à what the ow ow damn oh fucking oh shit holy smoke okay nope ok cho không có gì hết nữa úp úp đại đường ủ diamond potion đây book để lại tí hồ một không biết my god được có magic map à oh yes man nếu các bạn không biết đó là gì thì khi nào xử xong bé này thì mình sẽ giải thích bây giờ thì không giải thích đâu hô potion cái này để tăng sức mạnh này được ấy mình phải tăng nè dịch cho tiếng Việt mình đắt nhớ là cái gì nữa cái okay, bow one enter ok good 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 tốt ok bye bye see you again anh mấy con này mẹ tốn hao tốn sức thế nhỉ ao please please don't kiss me ok ok oh what the hả
ok. Thôi, từ từ off luôn, tắt hết. Không có chùm nãy giờ. What? Ow. Đây là lần đầu tiên nhá mình được tham quan cái tháp này nhá. Ok, lấy về luôn. Lấy về mình cũng rất biết làm gì nữa mà, thôi cứ lấy. Hình như cái này làm cháp không nhỉ? Nói chung là lên đây trước đi. Ok. Yes. Phải phải lên nộp. Nộp. Gì? What the heck? Một cái nhà sách rồi. Không có gì hết đâu. Không. Chắc ở đây cũng thế. Ở đây rất có gì luôn. Shit man. Shit. Khoan. Mình cũng không biết nha, FPS sao giờ này nó cứ rob 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 mình lắm. Ok. YOLO. Thì mình cũng kiểu như cái này mình cũng hướng dẫn các bạn cách cài cái Optifine cho nó đỡ lag luôn. Ai. Ý đoạn này đứng đỡ, đỡ tên thôi. Fuck you. Fuck. Ây da, đau. Để biết đau không? À, chỗ spawn mày đây hả? Chỗ spawn mày đây à. Ok. Đại. 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 Ok. Phá luôn. Yeah, YOLO. Phá luôn. Hy vọng không gặp con chùm, cái con chùm mà cứ như là nó sao ta, còn biết nó không thích vậy. Arrow. Vậy rồi hồn. Ok. Đại du đây phổ biết. Ow, shit shit. Mày ám tao cái vụ đi chậm á hả con kia? Ow. No. Ôi trời ơi. Ok, cảm ơn. Ok. Khoan, tầm nhìn. Ok. Oh no. Nope. Nope chùm. Không phải chùm, không phải chùm. Ok. Yes. Ok. Té. Nhận gì vậy? What the fuck? Mệt thế nhỉ? Bon. Không cần bon view là cứ quăng. Hình như chỗ kia nếu mình nhớ không lầm là cái chỗ của cái con boss đó phải không? Ow. Chạy đi. Đây có gì hot này, sẵn gì mình đi tham quan tí. Lên. Oh shit, chả có gì luôn. Mày nghĩ mình có thể kéo tao được xuống đây sao? Chết chết. Bitch. Ow. Bắn thế. What the fuck? Hơi ngon ra đây xem nào. Này này, bắn. Nhìn mặt anh vậy chứ. Ok. Cái này cần cái phòng, cái căn nhà, cái phòng hoang gì á. Ok, what? Eo. Au.
Đây khá là có cái vũng nước đây để mình nhảy xuống rồi. Tiện phết. Đây, 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 đây. Tính xa ra. Đây, đây, đây. Đây, đây. Bút. Được. Theo. Vô luôn. Cái đầu mi bắn hoài. Ở đây có cái gì? Thu quýt lại. Wow. Cái con này. Ủa sao không quýt rồi? Con này không hút máu là sao? Ok, địch. Còn mấy con này là con gì vậy? Quýt nó có bị gì không? Oh shit. Hình như nó mất một cái khiên rồi. Hai con một cái khiên thôi. Ôi hết hết máu tôi rồi. Ok. Từ từ, ăn miếng thịt. Miếng thịt. Chết đi. Oh shit. Một cái giáp. Nope. Cà rốt. Khoan. Poison. This thing. Oh shit. Fuck. Cái đó không phải như cái mà mình nói. Ok, let's go. Một khiên. Work hit. Cố gắng lên. Cái nào quýnh cái giáp nó phá nhanh hơn không đấy. Hết khiên rồi. Nên một mong một mong một mong. What the fuck. Yes. Where? What the fuck. We did. Oh my god. Victory. Protection. 99 left. What the fuck? Cái liệu gì vậy? Vui đấy. Nó còn là cái đầu nữa. Ok. Wow, toàn đồ VIP không hết. Protection 5. Còn nó bé 2 và Lin. Từ từ. Ok. Giấy trắng bỏ hay là để lại? Bỏ để lại. Thôi bỏ. Thôi để lại. Ok. Well. Thế là một con chùm nó hạ được. Yeah. Chiến công của ta lại được chiến công của ta lại tới. Ok, để bây giờ là mình sẽ thử về nhà như lần đầu mình đã hứa ấy. Thì mình sẽ về nhà để mà cái chết, quên. Ok. Ở đây có nước. Ok, man. Một con chùm. Hay là mình đã kịp enchant mấy cái này trước lúc mà xuống Twilight và giáp của mình hư hết luôn. Wow. Thật là bá đạo không các bạn? Ôi giời, mũi. Yeah. Bitch, mũi không thể nào xuống nước được. Ha ha. Mình chắc chắn rồi đấy.
Một hit ngay đầu. Ok, bây giờ chúng ta phải về nhà. Ở đây có cái này này, mình sẽ làm cái này. Mình có tìm hiểu về Hexit trước khi quay lại mà. Nên là cứ cắt cái này trước này. Mình nhớ không làm cái chắc phải cắt cái này. Để mà sau này làm một cái thứ gì mình cũng không nhớ nữa. Mà cứ các bạn cứ cắt đi. Ok, thank you. Hexico. Nhầm, sorry. Ok. À, đây rồi, đây rồi. Nhà cũng là ngay đây thôi, nhà chúng ta ngay đây thôi. Không phải lo. Mình cũng rất hiểu sao skin lại bị lỗi. Skin bị lỗi ấy. Thốn ấy. Ok, lên 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 lên. Oh man, nope, nope. Oh, đồ mình vứt. Ok. Đánh con điên này. Bye bye. Oh yeah, chúng ta lại về lại với thế giới của chúng ta. Một thiên nhiên. Một thiên nhiên thoáng mát. Oh my god. Và đây là cái shit. Cái này mình vứt rồi mà. Magic map thì các bạn, mình sẽ chỉ cho các bạn luôn là nếu mà ai muốn xuống cái Twilight Forest ấy mà muốn tìm được nhanh thì các bạn nên làm một cái map. Không phải một cái map bình thường, cái map này nó có thể gọi là các bạn có thể là dò ra các vị trí của Wit. Hình như có Naga, Hyra, cái gì Ram Ram mấy Mystery Ram gì cũng nhớ. Nhưng mà yeah. Ok. Hồi nãy mình có mang sách về không nhỉ? Đúng rồi. Đúng rồi. Đầu tiên là mình sẽ đặt sách xung quanh. Ok, một cái magic map. Sách 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 sách. Ok. Lock sẽ mang lại xuống dưới. Hexit Excellent. Đây đây. Mình chỉ có 5 cái thôi, không có nhiều. Nhưng mà cũng tạm. Chúng ta sẽ cắt thêm vài thứ. Thì mấy cái đồ này mình sẽ đặt ở nhà hết. Tại vì mình muốn thế. này vứt rồi. Ok. Như này là chiến công không? Chiến công là phải đặt ở đây đây. Đấy. Đẹp. Đây thức ăn đây, emerald sap. Emerald này thì từ để ở đây là những cái sách này cũng mình sẽ mang theo. Emerald sap. Đây 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 đây. Ồ, không đây. Nope. Nope. Nó vứt vứt vứt, hy vọng lát nó sẽ biến mất. Iron Bow. Đúng rồi, nếu có Iron Bow thì chắc phải có Diamond nhỉ. Diamond. Thế này nhỉ. Bầu crystal. Crystal chứ không phải diamond à. Crystal đá nè. Cái blazing à. Không, mình sẽ làm thử một cái crystal blow bầu cần 3 string này. Ok, một cây cái cung bình thường. Oh man, vì chắc là phải lấy hai cây cung, một hai đây luôn. Và iron à, iron và diamond. Ok, diamond thì sẽ cần 3 cục.
ba khúc một hai, ok diamond thì cần một, iron cần một, ok. Này à, ok một cái, đây 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 đây, quá lâu, bắn khá là nhanh đấy. Các bạn khi mà lên mát vậy, wow, bắn mắt đã luôn. Các bạn biết mình xuống đây làm gì được phải không? Enchant nó cái bầu 3 và 5 luôn. Unbreaking 2, Unbreaking 1 thôi. Flame, Infinity 1. Oh enough level, không đủ level. Flame, flame để cho mod đi. Infinity phải mắc, mình muốn Infinity phải mắc luôn. Ok, tạm thời là thế này. 5 level à, 5 level cộng cho cái Afterlight không có à. Manoration nó không có à. Flame à, Blood Flame không có đủ level. Một level à. Blood nó thế thôi. Bây giờ là bộ giáp của tôi không không không, mình sẽ chọn lên cái F. Thế thì đành phải sửa sửa. Còn giáp lủng các kiểu thì mình sẽ xài cái này thôi. Shit shit shit. Man, không đủ level. What the heck? God. Ok. Thì tập sau mình sẽ tiếp tục xuống Twilight Forest, và hy vọng các bạn thích video này. Các bạn thích thì đừng quên like và subscribe kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Yeah. Yeah, và tập thứ hai của Far Cry 4 cũng đã được xuất hiện. Nhìn dầm vào đây. Ok. Khá là nhiều đạn, Tech Armor này.